Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách làm ebook song ngữ mà chia làm hai khổ như buổi sáng mình đã post ảnh. Thì một cái gói mình sẽ gửi cho các bạn thì nó gồm như những thế này. Đó. Mình chia làm 14 gói đây. Còn những cái bên ngoài là do của mình làm. Nên mình để một cái gói số 3 này để ví dụ này. Thì bình thường các bạn sẽ cần là thứ nhất là cái phần mềm Calibri này, cái phần mềm này để chỉnh sửa ebook, nói chung là có rất nhiều chức năng mà phải biết dùng cái phần mềm này. Mình đã có hướng dẫn sử dụng ở trong này nhé, ở trong kho sách vật cũng có cái đường hướng dẫn này, hoặc là mình qua trên blog là có rồi này. Đó, các bạn nhìn tìm cái file đọc thì sẽ hiểu hơn về cách dùng cái phần mềm này cũng như là code. Vậy thì một cái gói này gồm những gì? Thứ nhất là một cái file txt, mình đã sắp sẵn code ở đây rồi, các bạn chỉ cần quan tâm từ đây đến đến đây thôi. Đó, đây chỉ cần copy và paste. Copy thì trước nhất là sẽ phải gửi vứt hai cái file này vào Calibri đã này. Đây là V là file tiếng Việt này. Và đây là file tiếng Anh. Mình đã cắt sẵn ra rồi. Để hiệu định để sửa nó thì bây giờ vào hiệu định này. Làm sẵn vì các bạn chưa biết cách làm nên là mình viết sẵn code tất cả các thứ đầy đủ. Tương tự với file tiếng Anh. Hiệu định này. Đó. Nó sẽ ra hai file V3 và file số 3. Thì cái hai cái phần bạn xem phần văn bản này, phần CSS này thì bạn chỉ cần quan tâm phần văn bản thôi. Cái file đầu tiên ví dụ file số 3 nó sẽ là cái chương 7 đầu tiên. Mình trong cái folder nó có cái chương 7 đây, chương 8 này. Mở sẵn ra đây rồi. Đó. Mình cũng đặt luôn cả những cái code P này để các bạn dễ theo dõi, dễ lần này. Đấy. Các bạn thông cảm một chút là điện thoại mình quay điện thoại không chuyên nghiệp lắm nên là sẽ hơi rung. Đây là file tiếng Anh, đây là file V3, file tiếng Việt. Nó rất chống hoàn toàn. Các bạn chỉ cần copy paste vào là xong thôi. Đầu tiên sẽ là cái tiêu đề này. Thì bên cạnh cái tiêu đề, bên cái phần hiệu đính này, cái code mình đã làm sẵn đây rồi. Các bạn nhìn nào, cái heading. Thì sang cái phần tiếng Anh này. Tìm cái heading của nó. Đây, ví dụ heading của nó là cái dòng này. Cắt này. Sang V3 là paste vào này. Đó. Thì sang đây nó sẽ hiện lên như cái hình sáng này đấy. Tiếp theo là cái phần để chia hai bên thì cái code của nó như này, các bạn phải đặt vào giữa như này. Thì chú ý một điều là cái khổ đầu tiên thì các bạn phải đúng cái class inno no ident này, no ident copy it. Thì cái phần trên này sẽ là bên trái nhá. Và phần dưới đây sẽ là bên phải. Bên trái sẽ là tiếng Anh. Như hình thì đây. Bạn sẽ vào xem cái cột đầu tiên của nó. Ví dụ cột đầu tiên mình làm sẵn là cái cột này. Bạn cắt này. Xóa luôn đỡ nhầm. Sang đây. Tiếp vào này. Đó. Nó sẽ hiện ra như này. Về phần bên phải thì bạn xuống bên dưới này, đặt đúng vị trí chuột này, sang phần tiếng Việt là ở cái file Word nhá. Đó, nội bên đèn bạn thấy chưa, chỉ copy trong cái khoảng 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 hai mũi tên này thôi nhá, cắt luôn đỡ nhầm, bật lên V3 tiếp vào đó. Thì nó sẽ có hai khổ như này.
cái chữ đầu tiên này là draw cap nên là trong Kalibali nó sẽ hiện khác với trong Kindle. Thì khi nó lên như này nó hơi xấu nhưng mà Kindle nó sẽ rất là đẹp. Các bạn không phải lo về vấn đề này. Nhưng các bạn chú ý cho mình là cái dòng này. Ví dụ mà nó dài hơn nhiều quá, tại vì tiếng Việt bao giờ nó cũng dài hơn tiếng Anh, thì các bạn sẽ tìm những cái dấu chấm. Đấy, ví dụ ở đây là Miss Winley has laid out his Bradley, ví dụ thế. Thì bên này có bà Winley đã đặt bộ quần áo này. Đấy, thì đây là sai lỗi thiên tả, bạn thấy nhỉ? Thì các bạn khi có phần tiếng Việt, các bạn sẽ đọc lại phần này hộ mình, soát chính tả đầy đủ. Và nếu nó dài hơn nhiều quá, bạn tìm cái dấu chấm như này, ví dụ đây nó bằng nhau rồi, thì bạn cắt nó xuống cái khổ khác. Thì để cắt xuống khổ khác như nào, ở trong này các bạn tìm đúng cái chỗ dấu chấm đấy, thì đây ở chỗ này hả, muốn cắt sang cái khổ khác ấy, bên dưới này tìm cái chữ bà Wendy đây. Thì ví dụ đây là sửa luôn thành chữ B bên hoa nhá. Đấy, thì cắt ra khổ khác xuống cái kết thúc của cái câu lệnh của nó, cái khổ như này, enter. Bạn sang cái file txt này thì bắt đầu chú ý cái khổ thứ hai nhá. Các bạn copy hết cái phần khổ thứ hai là cái bạn Calibri 7, đây là cái tên của cái lớp con mình đặt. Khi nào các bạn hiểu cái này rồi ấy, thì nó tên là cái gì nó không quan trọng nữa. Nó vào đây, paste nó vào thì nó sang sẽ sang khổ thứ hai. Nhưng vì đây bên này là nó bằng nhau rồi, mình sẽ không thực hiện cái cắt này nữa mà làm tiếp. Ví dụ làm tiếp thì sang file tiếng Anh này, tiếp là cái khổ thứ hai này. Cắt. Paste. Đó, chỉ có copy, cut và paste. Các bạn có thể dùng Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Sang tiếng Việt là file Word này. File Word cũng thế, cũng là role đầu tiên đúng không ạ? Bếp là kết thúc. Các bạn là không cần giỏi quá giỏi tiếng Anh là cũng có thể làm được, tại vì chuyển dịch cái câu đầu và câu cuối của mỗi khổ. Xóa đi nữa nhỉ? Dịch câu đầu và câu cuối của mỗi khổ. Sau đó xem nó có khớp không, không khớp thì cũng làm cái khổ cũng copy như mình vừa rồi để chuyển sang cái khổ khác, cân cân lại thôi. Đây, tiếp tục các bạn là làm như vừa rồi, soát lỗi này, xem có đúng cái câu cuối này, có phải là câu cuối bên này không. Nếu không đúng thì nó ở khổ khác thì chỉnh lại cái khổ này luôn. Thì bạn nhớ là tất cả đều nằm trong hai cái dấu ngoặc này. Đấy, dấu ngoặc này, dấu ngoặc này. Như bên này mình thấy nó cân rồi thì ok. Một chú ý nữa, tại sao cái file txt mình để một cái dòng cuối cùng như này. Cái này để ví dụ như là thỉnh thoảng đến cái đoạn các bạn gặp cái công văn gì đấy, của hay là viết thư hay là nào, nó có một cái in đậm ở trong cái file bài tiếng Anh này, mình sẽ căn chỉnh giống hệt nhé. Thì in đậm như này nhiều, nó là giữa cơ, nó ví dụ có cái gì của lỗi thật nó là giữa khoảng này ví dụ thế. Thì các bạn phải xuống cách bỏ cái phần của cái khổ hai khổ này đi nhé. Thì nó phải sau cái câu lệnh gạch xược table này. Đó, các bạn copy cái phần center vào, nó để câu mới có thể nằm ở giữa. Làm hai lần luôn vì tiếng Anh và tiếng Việt. Hoặc tí nữa mình sẽ sửa cái file này cho nó hai cái nhưng mà cũng không cần thiết đâu. Giả sử đây là cái công văn của cái bộ phép thuật chẳng hạn nhé. Thì cái dòng trên mình để tiếng Việt đi, dòng dưới tiếng Anh đúng không? Như cái trên này đấy. Thì để cho nó rõ hơn một tí, tiếng Việt mình bôi đậm thì làm cách nào để nó bôi đậm. Đây, các bạn bôi đen nó lên đây, đây là bôi đậm này, đây in nghiêng này, thì các bạn chỉ cần bôi đậm nó, bấm bôi đậm nó sẽ có hai cái thêm hai cái cốt nữa là B gạch B. Đây là sẽ in đậm chữ sang đây, in đậm rồi hết phần cái phần tiêu đề. Thì để tiếp tục cái kẻ bảng như vừa rồi thì các bạn sang đây, các bạn copy toàn bộ từ phần table này. Đấy, nó phải có đầy đủ một cái câu lệnh đầy đủ, nó phải như này.
thì nó mới hoạt động mới đúng code được. Nếu mà các bạn không gặp những cái center này thì không cần, nhưng mà gặp rồi thì cần. Ví dụ tiếp các bạn sang bài tiếng Anh nhé, làm tiếp theo. Ví dụ từ he had chấm cut xóa luôn đi, đấy nhầm này. Tiếp vào đây, sau đó đến tiếng Việt cũng sang phải word, nó cứ tưởng hai chấm này cắt. Thì các bạn vừa duyệt chính tả vừa duyệt khổ luôn cho mình nhé. Ví dụ nó sai khổ thì các bạn chuyển copy đúng cái khổ như này, như mình trình bày vừa trên đấy, các bạn thấy chưa? Bên này thì là cái tiêu đề ấy, nằm trên như này nó sẽ rất là đẹp. Đây tiếng Việt này, đây tiếng Anh này, đấy. Đây như ví dụ bên này cái tiếng Việt nó dài quá rồi thì mọi người đều ăn, thì bắt đầu từ chỗ này, chữ ôn này các bạn có thể cắt từ đây ra để cho cái phần bằng nhau nó nhiều hơn, đỡ thụt nhiều quá. Đây nó thụt 4 5 dòng rồi đấy, hoặc là xem lại tiếng Anh xem nó có đúng cái khổ như thế không. Đấy đây này, see hết, nó thấy hiện tiếng Anh nó khác với tiếng Việt một chút. Breakfast ăn sáng thì cái tiếng Việt nó lại cách ra thôi, chấp nhận thôi, tại vì tiếng Anh bao giờ nó nói câu trước sau đó giải thích ở sau, tiếng Việt thì lại ngược lại, tiếng Việt nó lại ở trên này đấy. Thì chấp nhận thôi, hoặc là phải sửa lời văn, nhưng mà cái đấy thì không hay lắm. Đấy, tất cả bây giờ các bạn làm xong hết này, giả sử đây là xong rồi nhé. Và thỉnh thoảng làm các bạn Ctrl S mà, kể cả hai cái file sửa lại thế để cho đỡ mất Ctrl S này. Giả sử đây là xong hết rồi nhé, các bạn tắt đi. Cái này cũng coi như là xong rồi, là hết rồi này, ví dụ thế. Thì cái phần file tiếng Việt của bạn đây, file tiếng Anh bên này đã chống text rồi, file tiếng Việt bạn đây. Thì các bạn muốn gửi lại cho mình, các bạn bấm vào đường dẫn này, nhấn để mở này. Đấy, thì nó sẽ là cái file V3 thế không? Các bạn gửi lại cái file này cho mình, coi như là công việc của các bạn là xong. Còn để hiểu hơn về code thì các bạn đọc cái file vừa rồi đầu video mình đã giới thiệu. Cái file đây nó sẽ từ A đến Z đủ hết. Hiểu cái code rồi thì các bạn phải tự tự làm cái file từ đầu đến cuối. Còn không thì trong cái bài này, đây là một bài thực hành nhỏ. Mỗi bạn là nhiều nhất là 3 chap, còn bạn ít là 2 chap. Như mình cái phần khó là cái phần file ảnh ở chữ chap 28 thì mình đã nhận làm luôn. Đây. Đó, đây là chap 28 mình tách riêng ở đây. Để như mình làm. Thì cuối cùng mình sẽ tổng hợp lại trong cái file này. File này cũng là bây giờ đang là file rỗng thôi. Chỉ chờ các bạn làm xong thì bắt đầu mình ghép vào đây, ất tất cả các chap vào đây. Thì cái ất đấy mình cũng cũng hướng dẫn ở trong cái file hướng dẫn kia rồi. Nó cũng dễ đúng không ạ? Đây là toàn bộ cái file hướng dẫn. Sau đây tí nữa mình sẽ lên mình gửi toàn bộ những cái gói cho từng bạn một. Nếu mà cái phần nào mà khó quá không làm được thì các bạn phản hồi lại cho mình là cái chap đấy phần đấy khó. Các bạn gửi lại cái file đấy cho mình. Bình thường thì có những cái trình bày ở trong cái file tiếng Anh ấy, nó có những cái ví dụ như cái co góc, à co hai bên khổ nó không không được tràn lề, thì mình làm chia hai bên này thì mình chấp nhận là phải mất thôi. Thì các bạn cứ làm tiếp như bình thường thì mạch văn nó vẫn có thể hiểu được. Còn những cái trình bày khác khó hơn nữa thì bỏ hoặc là gửi lại cho mình. Chào các bạn nhé.